giờ này buổi tối màn đêm nó xuống rồi, khoảng 6, 6 rưỡi rồi cả nhà ơi. Thấy mấy bé ở đây cũng vui chơi quá trời, rồi mấy cái anh chị buôn bán kinh doanh nữa, bánh tráng nướng. Mình được phép đậu xe ở đây nha cả nhà. Hiện tại thì em đang ở trên cái vòng xoay cũng như là cái công viên của vòng xoay Trương Định. Mặt bên đây nó giáp với con đường Nguyễn Huệ. Phía con đường Nguyễn Huệ này có cái cửa hàng xe máy Vĩnh Trường rất là lớn đây. Xe nhập khẩu, xe gắn máy chính hãng, có số điện thoại luôn. Cái hướng này mình đi ra ao Trường Đua đó cả nhà. Phía này trời đang chuyển mưa. Giờ là sáng 6 rưỡi rồi cả nhà ơi. Trời nó sụp xuống rồi, tối hết rồi. Đây là anh hùng dân tộc Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định. Năm là 1820 đến 1864. Ở trước có cái ly hương rất là to luôn để bà con mình đốt nhang ở đây. Đứng ở đây là theo cái con đường Trương Định này nè, mình sẽ thấy được cái ngôi chợ Gò Công đó, ở phía xa xa đó. Phía trước có 3 chiếc xe đẩy của cô chú mình kinh doanh buôn bán. Em nghĩ cái khu vực này mình chiều chiều ra tập thể dục cũng như là hóng mát cũng rất là vui, thoải mái, ngắm xe cộ qua lại á cả nhà. Xúc xích, bắp xào, bò viên, bơ tỏi. Phía trong này có mấy cây xanh rất đẹp. Bên đây có một cái quán lề đường bún măng vịt. Còn cái hướng này là mình đi lại cái cầu Trương Định. Cái cầu đó là khu vực buổi tối cũng đông lắm, nhiều quán cà phê vào ban đêm lắm cả nhà. Con lươn chính giữa hình con rồng bằng cây xanh. Chủ trương tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Tác giả là nhà điêu khắc Diệp Minh Châu. Thi công tượng đài chất liệu đá, công ty xây dựng nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành ngày 20 tháng 8 năm 1995. Thi công chuyển chất liệu đồng, cơ sở đúc đồng Phương Nam thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành là ngày 20 tháng 10 năm 2006. Đó là những cái ghi chú về cái bức tượng cũng như là cái quá trình thi công của cái tượng Trương Định này. Ở phía trên bằng đồng cả nhà, còn dưới là đá hoa cương.
những cái lối mà đi vào như vậy nè, bà con mình có thể để xe để mình lên mình vui chơi nữa, mình vừa hóng mát tập thể dục và vừa coi chừng xe cũng được. Cửa hàng xe máy Văn Hải ở đây, ngay chợ Trà Kiến cũng có một cái nữa đó cả nhà. Bên đây thế giới di động và nhiều cái quán cà phê sân vườn ở góc phía bên tay trái nè. Rồi em xin ngừng video clip tại đây nha cả nhà. Hồn xây Trương Định gửi đến cả nhà mình xem ha. Em xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong clip sau.